Hi, chào anh em ha. Hôm nay mới về một ít hàng, mình quay video lên cho anh em. Rồi anh em nào xem video giờ tí thì vui lòng cho mình một like, một đăng ký, mình xin cảm ơn. Thì hôm nay ở nhà rảnh thì mình mới khui hết cái MG1 đây ra anh em. MG1 thì hiện tại còn khoảng là tầm 6-700 gì đó anh em. Mình bỏ trong cái thùng này, 60 viên thì mình xếp 60 viên, còn 40 viên rồi mình bỏ 20 viên riêng. Nói chung là đánh dấu cùng khối cho anh em. Pin này thì hiện tại những khối này là đo nội trở 28. 28 bên này mình test dung lượng rồi, tí nữa mình lấy cái dung lượng mình đo cho anh em xem. Dung lượng nó là đạt khoảng 3400 nha anh em. Chính xác là 3400, là mình test 5A nha anh em. Mình test 5A chứ mình không có test 0.5A thì nó rất là lâu. Pin này dung lượng rất là cao, phù hợp cho anh em đóng sạc dự phòng, đóng bình thuốc sâu, đóng xe điện vân vân các kiểu. Đó, pin này thì nói chung là mình cũng còn có vài trăm thôi. Anh em tranh thủ lấy số lượng thì mình báo giá tốt. Còn anh em mua lẻ từ 10 viên trở lên nha, 10 viên trở lên mình lấy anh em là 33.000. Anh em mua 20 viên trở lên thì mình bớt tiếp. Đó, anh em có nhu cầu liên hệ. Thì số lượng nhiêu đó, hôm nay có nhận một số đơn của anh em gửi nè, mình chưa có khui, rồi mình khui ra mình làm từ từ cho anh em. Rồi, hôm nay mình mới về một cái loại mạch 5S60A. Thì mạch này hôm nay mình lấy số lượng rất là nhiều nên mình báo giá tốt cho anh em luôn. Mạch này mạch chính hãng nha, mạch rất là tốt. Anh em sử dụng nhiều rồi và mình cũng đóng cho anh em. Mạch đây là mạch 5S loại 60A tốt nhất hiện tại là trên thị trường luôn đó. Thì mạch này anh em mua lẻ là 35.000 nha, 10 cái là 30.000. Anh em lấy số lượng càng nhiều thì mình càng giảm đó. Anh em lấy số lượng 100 cái thì giá 2x thôi. Đó, giá tốt cho anh em luôn. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Mạch 5S nha. Đó, số lượng rất là nhiều. Các cái loại phụ kiện kia thì mình cũng hay quay lên anh em á. Anh em có nhu cầu thì liên hệ mình. Thì hôm nay mình chỉ lướt qua mấy cái loại pin hiện tại mới về thôi. Đây là 25R mới về khoảng 1.000, hiện tại còn đâu khoảng 7-800 gì đó mới bán cho khách. Rồi pin này thì nội trở là 12-13, nội trở rất đẹp. Mình test dung lượng ngẫu nhiên thì nó đạt trên 2.000 năm rất là nhiều. Đây mình đo nội trở cho anh em xem này. Đây là nội trở 13 này, 13 thấp. Đây là 12 này mà 2.9 đó. Đó. Rồi anh em có nhu cầu mua các cái loại pin, quên báo giá, Samsung 25R này thì anh em mua lẻ là 39.000 nha. Còn anh em lấy thùng thì inbox mình, thùng thì báo anh em luôn, 3,6 triệu. Đó, anh em có nhu cầu thì liên hệ, 100 viên 3,6 triệu nha. Rồi anh em nhu cầu liên hệ mình nha. Rồi giờ mình quay mình test dung lượng MG1 cho anh em xem. Rồi đây anh em, đây mình test pin MG1 này. Mình bốc ngẫu nhiên trong cái khối mình test nha anh em. Cho kết quả nó khoảng là 3.400. Mình test 5A. Theo tiêu chuẩn thì họ test có 0.5A thôi, nhưng mà mình test 5A cho nó nhanh á thì kết quả đạt dung lượng thì nó rất là đều. Đây mình cho anh em xem trên cái máy tính nè. Đây. Thì anh em xem máy tính này, mình sạc lên 4.2, xả 5A về 2.5V được 3.400. Đó, có cái thì 3999. Có cái là 3.400, nó rất là đều nha anh em. Rất là đều. Đó. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ nha. Bên này thì đóng xe điện thì vô đối rồi. Cái này thì mình nhập số lượng nhưng mà bây giờ nó cũng còn không còn nhiều. Anh em có nhu cầu thì liên hệ. Rồi, hôm nay cũng đóng được vài cục pin này cho khách nè. Hôm nay mình đóng cục nati vào cái vỏ này nha anh em. Là ly xinh xám và cái vỏ này cho khách nè. Và một cục Realme Black đá cơ á, Sony 5D. Cục này thì đóng lại Sony 5D cho khách. Cục này là ly xinh xám 15 cell. Cục này là ly xinh xám 10 cell. Cục này là Sony 5D. Còn cục này là lõi Sony 5D, đóng với khung thường cho khách tận dụng cái vỏ. Hai cục này là 12V, 12V khách đặt về đóng cái vỏ, về đóng cái vỏ Trung Quốc, sử dụng 12V 9 cell nha anh em. Rồi, hôm nay có đóng mấy khối pin như vậy. Anh em có mua gì hay đóng pin gì đó liên hệ mình tư vấn báo giá nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.